Cô ấy trông thật rạng rỡ với làn da trắng mịn không tì vết. Anh ấy thật khỏe khoắn với làn da săn chắc đều màu. Nắng nóng, làn da cô ấy vẫn không bị đổ dầu. Tin được không? Bí quyết nào giúp cô ấy trẻ trung như vậy? Đó là mặt nạ Thavon, bí quyết cho làn da mê đắm. Sản phẩm từ công ty cổ phần Thavon với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, thu từ những đồng hoa Đà Lạt, hấp thụ trọn vẹn tinh hoa từ đất trời, da trắng hồng rạng rỡ, giảm mụn thâm, kéo dài tuổi thanh xuân. Chào mừng quý vị đang đến với HTV Co-op, kênh mua sắm tin cậy đồng hành cùng hàng Việt. Quý vị thân mến, để có được một thể trạng khỏe đẹp thì bên cạnh việc là chúng ta bổ sung những dưỡng chất vào bên trong cơ thể thì chúng ta cũng cần phải có những phương pháp để chăm sóc làn da một cách đúng. Ngày hôm nay Linh Đan cùng với Kim Liên cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ khám phá và trải nghiệm ngay những cái tip làm đẹp để cho làn da của mình thêm trắng hồng rạng rỡ quý vị nha. Và phương pháp này sẽ đi kèm cùng với một sản phẩm, đó chính là mặt nạ chăm sóc da Thavon đến từ thương hiệu Thavon. Thưa quý vị, được chiết xuất từ nước cất của các loại hoa Đà Lạt. Mà chúng ta biết Đà Lạt là một nơi khí hậu rất là tuyệt vời, mát mẻ, cho nên là những loại thực vật ở đây nó cũng phát triển rất là tốt thưa quý vị. Cho nên là nó hấp thụ toàn bộ những cái tinh hoa của đất trời và trải qua một cái công nghệ hiện đại và rất là chặt chẽ, cho nên đã ra một cái sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị. Đó chính là mặt nạ Thavon. Cảm nhận đầu tiên của Kim Liên là nó rất là mềm mịn luôn. Cầm lên tay thì mình cảm thấy nó rất là mát lạnh luôn. Thiết kế như thế này thì Kim Liên nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với mọi gương mặt luôn, từ mắt nè cho tới mũi nè và cho tới miệng nữa. Một cảm giác rất là mát. Linh Đan thì sao? Linh Đan đang đắp trên cái tay thì mình cảm giác như thế nào? Ở làn da ở tay nè, đặc biệt là ở cái phần chỗ này thì nó cũng khá là tương đồng với làn da mặt của mình, thì mình cũng có thể cảm nhận được. Và khi mà mình đắp lên á, thì rõ ràng là cái mặt nạ này thứ nhất là được thiết kế rất là mỏng và dễ dàng ôm khít vào trong từng bộ phận. Ví dụ như là Linh Đan cũng thấy là nó ôm khít toàn bộ cái khuôn mặt của Kim Liên luôn. Và nó cũng có một cái độ bám dính rất là tốt như thế này, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng vừa đắp mặt nạ, vừa thư giãn nè, vừa nghe nhạc hoặc là vừa chơi với con, hoặc thậm chí là chúng ta làm một vài động tác yoga nhẹ nhàng cũng được nữa quý vị, mà không sợ là mặt nạ nó sẽ bị rơi rớt hoặc là bị xô lịch khi mà chúng ta vận động mạnh. Trong này thì Kim Liên biết là ba thành phần rất là quan trọng phải kể cho quý vị nghe, đó chính là glycerin. Glycerin thì nó giúp cho mình có một cái độ ẩm khá là ổn định trên da của mình, để da của mình nó không có bị khô đó quý vị. Đồng thời thì có hai cái chất nữa, đó chính là butylene glycol và sodium hyaluronate. Đây là hai chất để làn da của mình nó không có bị bong tróc và lúc nào nó cũng sẽ rạng rỡ như thế này đây ạ. Quý vị nhìn nha, đây là cái cánh tay, cái phần da tay mà Linh Đan đã vừa đắp mặt nạ xong. Còn đây là phần da bên tay phải của Linh Đan á, là chưa được đắp mặt nạ. Và mình thấy là ngay lập tức là mình thấy sự khác biệt của hai làn da ha. Một bên rất là mịn, rất là mướt và rất là ẩm, còn một bên lại có hơi khô một chút xíu. Làn da của chúng ta luôn luôn cần phải có một cái sự cân bằng độ pH để nó nhận những dưỡng chất của mình. Và quý vị cần phải thực hiện đầy đủ 3 bước. Bước đầu tiên đó chính là phải dùng sữa rửa mặt ha. Bước thứ hai là quý vị sẽ dùng nước hoa hồng đó để cân bằng cái độ ẩm cho da của mình. Và bước cuối cùng thì mới là đắp mặt nạ Thavon của chúng tôi đây. Đối với sản phẩm tốt quá thì sao? Mình đắp nhiều nó có tốt cho da mình không? Hoàn toàn là không nha. Tại vì da mình nó rất là mỏng quý vị, và nó sẽ không thể nào mà hấp thu liên tục những dưỡng chất. Như vậy nó còn tác dụng ngược lại, đó chính là nó sẽ dễ bị kích ứng và cái da mình nó bị tổn thương nữa. Cho nên là Kim Liên nghĩ đắp từ 2 cho tới 3 lần một tuần mà thôi. Thời gian mà chúng tôi khuyên quý vị là nên sử dụng mặt nạ, để mặt nạ trên da của mình là chỉ khoảng từ 15 đến 20 phút thôi là chúng ta phải tháo mặt nạ ra. Và sau khi mà tháo mặt nạ thì chúng ta cũng cần phải đi rửa mặt sạch ngay, bởi vì á, những cái lượng dưỡng chất dư thừa ở trên da sau khi đắp mặt nạ, nếu chúng ta vẫn để đó mà không rửa ngay thì sẽ là một cái môi trường rất là thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi phát triển. Như quý vị quan sát nhìn thấy ở đây là chúng tôi có tất cả là 4 loại mặt nạ khác nhau dành cho 4 loại da khác nhau quý vị nha. Chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu và khám phá nè. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến là mặt nạ hoa hồng. Thì mặt nạ hoa hồng có một cái khả năng rất là hay, đó chính là với những cái chiết xuất từ nước cất hoa hồng thì có khả năng làm dịu, làm mát da tức thì. Bên cạnh đó còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, khiến cho làn da của mình trông rạng rỡ, trông sáng ngời hơn. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có mặt nạ chiết xuất dương xỉ, cái phần màu xanh lá đậm nè quý vị, cùng với mặt nạ nước cất hoa cúc là cái phần mặt nạ có màu vàng. Thì hai loại mặt nạ này rất là đặc biệt bởi vì có khả năng là siêu cấp ẩm. Và mình biết rồi đó, với những cái gì siêu cấp ẩm thì sẽ có những cái tác dụng rất là tốt cho làn da. Đầu tiên là hỗ trợ điều trị các vết thương ngoài da nè,
Cái thứ hai là với cái khả năng siêu cấp ẩm làm cân bằng lại độ ẩm cho da thì sẽ giúp chúng ta xóa bỏ được những cái vết nhăn nè, những cái vết rạn trên da, cũng như là giúp chúng ta có thể ngăn ngừa lão hóa làn da ha. Và loại mặt nạ cuối cùng mà Linh Đan muốn giới thiệu rất là đặc biệt luôn, đó chính là mặt nạ tinh chất chiết xuất chàm trà. Và đây là loại mặt nạ có màu xanh lá trên bàn trưng bày của chúng tôi. Thì tinh chất chàm trà là quá phổ biến, quá nổi tiếng rồi, với cái khả năng đó chính là ngăn ngừa mụn và sát khuẩn, giúp cho làn da của mình lúc nào trông cũng sạch sẽ hết. Và với bốn loại mặt nạ này thì phù hợp với bốn làn da khác nhau, đó chính là da sạm đen, da khô ráp, cùng với đó là da lão hóa và da bị mụn. Da chúng ta đang trong tình trạng nào thì chúng ta sẽ chọn loại mặt nạ phù hợp quý vị nha. Dạ, như Linh Đan vừa nói thì Kim Liên thấy là ngày hôm nay sản phẩm Thavon chúng tôi mang đến cho quý vị phải nói là một bộ sản phẩm rất là đa dạng, nào là ngừa mụn nè, nào là chống lão hóa nè, rồi trắng da và đặc biệt là dưỡng ẩm. Bản thân Kim Liên thì Kim Liên thích nhất là dưỡng ẩm luôn. Kim Liên thích nhất là mặt nạ dưỡng ẩm đúng không? Đúng, chính xác. Có phải là Kim Liên thuộc làn da khô không nè? Chính xác luôn, da đó của Kim Liên rất là khô. Những ai mà bị làn da nhạy cảm nữa thì chúng ta nên sử dụng các loại mặt nạ mà có tinh chất từ thiên nhiên. Thì ở đây chúng tôi có mặt nạ chàm trà sẽ rất là phù hợp cho những ai có làn da bóng dầu, dễ bị mụn nè, hoặc là những làn da nhạy cảm. Mặt nạ tinh chất chàm trà này sẽ làm sạch sâu cũng như là loại bỏ dầu nè, bụi bẩn và các tế bào chết trên da, trả lại cho chúng ta một cái làn da sạch sẽ hơn. Mình không chỉ là muốn da của mình không khô mà mình còn muốn da mình trắng hồng nữa, cho nên là phải giới thiệu ngay cho quý vị sản phẩm Thavon, đó chính là mặt nạ trắng da hoa hồng Thavon. Đây là sản phẩm giúp cho chúng ta se khít lỗ chân lông và đồng thời nó tăng tuần hoàn máu cho da của mình nữa, cho nên là từ từ làn da của bạn sẽ được trắng hồng lên. Chúng tôi cũng có hai loại mặt nạ khác dành cho hai làn da nữa. Đối với làn da khô đây, cũng cùng màu vàng với tông áo của Kim Liên ngày hôm nay. Và cô gái làn da khô ơi, bí quyết dành cho cô gái đó chính là hãy sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm chiết xuất hoa cúc nha. Có một cái loại sản phẩm Linh Đan nghĩ là các chị em phụ nữ, các chị em nội trợ sẽ rất là thích luôn, bởi vì đặc trưng khí hậu của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là nắng rất là nóng. Mỗi khi đi ra đường sau mình về nhà là mình chỉ thấy là cái khuôn mặt của mình dường như là nó sắp bị phỏng rồi. Bên cạnh đó là các chị em nào mà ngoài 30 tuổi trở lên thì cũng bắt đầu xuất hiện những cái là dấu hiệu lão hóa, đúng rồi, những cái nếp nhăn, những cái tàn nhang. Thì lúc này đây lựa chọn tốt nhất dành cho các chị đó chính là mặt nạ phòng lão hóa dương sỉ, bởi vì mặt nạ chiết xuất dương sỉ sẽ cung cấp rất là nhiều dưỡng chất để chúng ta có thể được cung cấp độ ẩm, chống oxy hóa và chống viêm cho làn da của mình đó. Khi mà chúng ta đắp những loại trái cây lên mặt mình á, mình cũng không biết là nó đã thẩm thấu hẳn vào da mình hay chưa, hay là nó chỉ nằm ở phía ngoài da thôi và dễ bị rửa trôi nữa. Nhiều lúc thì mình nghĩ là tốt cho sức khỏe nhưng thực chất nó lại là không. Cho nên đối với những sản phẩm đã qua kiểm định như là sản phẩm Thavon này thì chúng tôi nghĩ là quý vị cũng nên dành một ít thời gian để mình thử, đúng không ạ? Bây giờ sản phẩm đã có sẵn như thế này, chúng ta chỉ cần gọi điện hoặc là vào trang web để đặt hàng, chúng ta được giao hàng tận nơi, xé bao bì ra mình đắp lên mặt là sử dụng ngay, rất là tiện lợi và rất là nhanh chóng, mà chi phí giá cả lại hợp lý nữa. Ngoài ra thì bạn bè của Kim Liên, những người có làn da đẹp á, thì họ chia sẻ thêm một vấn đề, đó là họ có xông hơi mặt của mình một tuần một lần. Và như vậy thì cái sản phẩm nào nó tốt nó cũng cần phải có những cái quy trình mà chúng ta kết hợp thêm để làn da của mình đẹp hơn. Và chúc cho quý vị, nếu như quý vị có sử dụng sản phẩm Thavon ngày hôm nay thì quý vị cũng sẽ kết hợp những bước đó để làn da của mình luôn rạng rỡ. Thiết kế một chiếc mặt nạ nằm trong túi giấy nhỏ gọn như thế này nè, rất là dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi luôn. Và sử dụng một lần thôi là đã có thể hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất và không cần phải tốn công bảo quản như các dòng mặt nạ tự làm tại nhà. Cũng như là chúng ta không cần phải tốn công đến spa nè cho một cái liệu trình chăm sóc da, ta nói vừa tốn kém lại vừa mất thời gian nữa. Và đây cũng là một cái món quà ý nghĩa giúp gắn kết tình thân giữa các thành viên, bạn bè cùng đắp, mẹ và con gái cùng đắp, mình rủ ông xã đắp chung luôn để có thể lưu giữ những kỷ niệm với nhau. Sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín của thành phố Hoa Đà Lạt, sản xuất theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản mà mức giá lại vô cùng hấp dẫn. Quý vị có thể mua ngay trọn bộ tiện lợi để sử dụng lâu dài. Thật hấp dẫn với mức giá bộ hai hộp mặt nạ trắng da hoa hồng 298.000 đồng, bộ hai hộp mặt nạ dưỡng ẩm hoa cúc 298.000 đồng, bộ hai hộp mặt nạ ngừa lão hóa dương sỉ 338.000 đồng, bộ hai hộp mặt nạ ngừa mụn tràm trà 378.000 đồng. Và quý vị còn được tặng ngay 4 mặt nạ khác loại và một sữa rửa mặt bồ hòn trị giá 100.000 đồng.
Thật là hấp dẫn quá quý vị ơi, giá cả thì rất là hợp lý nha. Mà bên cạnh đó còn được tặng kèm thêm rất là nhiều những cái quà tặng khác nữa, để chúng ta có thể san sẻ cùng với người thân, với bạn bè và với đồng nghiệp của mình. Còn chần chừ gì nữa, quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc là truy cập vào trang web để đặt hàng. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho quý vị. Và ngoài ra, khi quý vị mua hàng trên kênh của chúng tôi, quý vị còn được tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết để tích lũy điểm từ 2 cho đến 3% khi mua sắm. Hãy để chúng tôi làm cho cuộc sống gia đình bạn ngày một tiện nghi hơn và thoải mái hơn. Còn bây giờ thì Kim Liên và Linh Đan xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mặt nạ Tha Vân chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, thu từ các loại hoa cỏ của xứ sở ngàn hoa Đà Lạt. Công nghệ Nhật Bản, mỗi chiếc mặt nạ chứa nhiều hàm lượng dưỡng chất glycerin, sodium hyaluronate, cung cấp độ ẩm, xoa kích lỗ chân lông, cho da màu hấp thu dưỡng chất, cho làn da trắng hồng rạng rỡ, cấp ẩm, phục hồi làn da tổn thương, kháng viêm, chống oxy hóa, ngừa lão hóa hiệu quả, ngăn ngừa tác nhân gây mụn, cho làn da khỏe rạng ngời. Hãy gọi ngay 028 44 55 8899 hoặc truy cập htvcoop.com.vn để đặt mua mặt nạ Tha Vân với mức giá hấp dẫn. Bộ 2 hộp mặt nạ trắng da hoa hồng 298.000 đồng, bộ 2 hộp mặt nạ dưỡng ẩm hoa cúc 298.000 đồng, bộ 2 hộp mặt nạ ngừa lão hóa dương sỉ 338.000 đồng, bộ 2 hộp mặt nạ ngừa mụn tràm trà 378.000 đồng. Quý vị được tặng ngay 4 mặt nạ các loại và một sữa rửa mặt mùa hòn trị giá 100.000 đồng.